cảnh giới thái độ nhân sinh tốt nhất, tận nhân sự, quan thiên mệnh. Thưa quý vị và các bạn, cổ nhân có câu tận nhân sự, quan thiên mệnh, có nghĩa là làm hết sức mình và nghe theo số mệnh. Có người coi câu này như một thước đo truyền cảm hứng, có người coi câu này như một sự giải tỏa tinh thần, có người lại hiểu nó như một thuyết định mệnh. Tam quan khác nhau sẽ có đáp án khác nhau đối với việc giải thích câu này. Nhưng tựu chung lại thì câu nói này có hàm ý là người ta khi làm việc đều cần phải hết trách nhiệm, hết sức lực, hết bổn phận, hết lương tâm. Còn về phần làm được đến mức độ nào, có thành công hay không thì không nên cưỡng cầu. Chỉ cần tận sức làm thì cho dù sự tình không thành công hay không được như ý, chúng ta cũng không phải hổ thẹn với lương tâm của mình. Tận nhân sự, làm hết sức mình, có nghĩa là làm những gì chúng ta có thể kiểm soát, làm mọi việc đến cùng và làm hết sức mình. Nhân sự là việc của con người, tức là về sự tu thân dưỡng tính, lập đức, lập trí, lập nghiệp, đối nhân xử thế, vân vân. Tận nhân sự là việc của con người nên chúng ta có thể kiểm soát được. Vì vậy, chúng ta có thể cố gắng hết sức trong mọi việc để đạt được kết quả tốt nhất. Trong cuộc sống hàng ngày, bất kể chúng ta là ứng xử hay làm mọi việc như thế nào, đều phải cố gắng hết sức. Thiên mệnh, tức là chỉ ý trời, một thực thể đại diện cho đạo hay tự nhiên. Mệnh trời được hiểu ở đây tức là quy luật vận hành của vũ trụ tự nhiên. Điều này là ngoài tầm kiểm soát của con người. Vạn vật luôn thay đổi, thời gian, không gian và lòng người cũng luôn đổi thay. Những yếu tố này tác động đến sự thành bại của mỗi người, mỗi việc. Cổ ngữ nói, làm người phải mưu sự, không mưu sự không thành sự. Mưu sự tức là lập kế hoạch. Có câu nói rằng, không chuẩn bị tức là chuẩn bị cho thất bại. Do vậy, khi làm bất cứ việc gì, dù to hay nhỏ, thì phải có kế hoạch rõ ràng cho mọi việc. Người không có kế hoạch cho mọi việc thì không thể nói đến thành công. Một người không thành công trong cuộc sống, không gặt hái được những kết quả như ý, khiến tình cảnh mãi không khá lên được, kỳ thực là bởi ba lý do căn cơ sau. Thứ nhất là không thiết lập một mục tiêu rõ ràng. Có người từng nói, những người có mục tiêu sống chắc chắn sẽ thành công vì họ biết rõ con đường mà họ đang hướng đến. Vì sao mục tiêu lại quan trọng đến thế? Có rất nhiều cách định nghĩa của thành công. Định nghĩa hay nhất tôi đã từng nghe là thành công là sự hoàn thành liên tục những mục tiêu ý nghĩa và có giá trị. Nhà tâm lý học Charles Garfield đã từng làm việc với các nhà du hành vũ trụ, các nhà phát minh, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các vận động viên tầm cỡ thế giới và các nhân vật thành đạt có tiếng khác, tin rằng bất cứ thành công nào cũng khởi đầu bằng một mục tiêu cụ thể cùng một khát vọng thực sự. Sống mà không có mục tiêu như thể đi du hành mà không có đích đến. Ta vẫn thấy vô số người cứ trôi dạt không phương hướng, không điểm dừng, nhưng dường như họ không hiểu được tại sao lại như vậy. Nhiều bạn trẻ cũng đang lâm vào tình trạng ấy. Tuy nhiên, có một cách tương đối đơn giản để thay đổi tiến trình cuộc sống, bất kể tuổi tác hay hoàn cảnh, đó chính là đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Có một câu chuyện kể rằng, một thầy giáo hỏi các học sinh của mình, nếu lên núi để chặt cây, vừa khéo gặp hai cây thân gỗ trước mặt, một cây to, một cây nhỏ, các em sẽ chặt cây nào? Vừa dứt lời, các học sinh liền đáp, đương nhiên là chúng em sẽ chặt cây to rồi. Thầy giáo mỉm cười và nói tiếp, cây to đó chỉ là một cây dương bình thường, còn cây nhỏ lại là gỗ thông đỏ quý giá. Vậy các em sẽ chặt cây nào? Ngay khi nhận thấy gỗ thông đỏ quý giá hơn, các học sinh trả lời, vậy thì tất nhiên chúng em sẽ chặt cây thông đỏ, cây dương kia không có giá trị gì cả. Vẫn giữ một nét mặt mỉm cười, thầy giáo lại hỏi tiếp, nếu như cây dương kia mọc thẳng, còn cây thông đỏ lại cong vẹo chẳng ra hình thù gì, thì các em sẽ chọn chặt cây nào? Các học sinh có vẻ bối rối và nói, nếu mà như vậy thì chúng em sẽ chặt cây dương thôi, cây thông bị cong vẹo thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Ánh mắt của thầy giáo chợt lóe sáng lên, các học sinh đoán thầy giáo của mình sẽ đưa thêm một điều kiện nào đó. Quả nhiên, ông lại nói, cây dương dù thẳng nhưng vì tuổi đời đã già, giữa thân cây đã mục rỗng hết cả, vậy thì các em sẽ chọn chặt cây nào? Các học sinh suy xét điều kiện thầy giáo đưa ra, dù vẫn không hiểu dụng ý trong câu hỏi đó nhưng vẫn đáp, vậy thì chúng em sẽ chặt cây thông đỏ, thân cây dương mục rỗng thì còn làm gì được nữa? Thầy giáo lại tiếp tục hỏi, cây thông dù không bị mục rỗng bên trong nhưng lại cong vẹo quá cũng rất khó chặt, vậy các em sẽ chặt cây nào?
các học sinh hầu như không cần suy nghĩ mà nhanh chóng trả lời. Đằng nào hai cây cũng đều không có tác dụng gì, mà cây dương lại dễ chặt hơn. Vậy thì chúng em chọn chặt cây dương. Lúc này thầy giáo không hề chớp mắt lại hỏi thêm: nhưng trên thân cây dương có một tổ chim, những con chim non đang ở trên đó, vậy các em sẽ chọn chặt cây nào? Cuối cùng có một học sinh hỏi thầy giáo: thưa thầy, vậy rốt cuộc điều thầy muốn nói với chúng em là gì? Thầy muốn khảo nghiệm chúng em điều gì? Thầy giáo mỉm cười và nói: tại sao các em không có ai tự hỏi vậy rốt cuộc chặt cây để làm gì? Mặc dù điều kiện của ta đưa ra luôn thay đổi, nhưng rõ ràng là kết quả lựa chọn cuối cùng phụ thuộc vào mục đích ban đầu của các em. Nếu các em muốn chặt củi, hãy chọn cây dương. Nếu các em muốn làm đồ thủ công, có thể chọn chặt cây thông đỏ. Các em chẳng lẽ vô duyên vô cớ mà mang rìu lên núi chặt cây hay sao? Điều này hoàn toàn xác thực. Trong cuộc sống, chúng ta cần phải có mục tiêu rõ ràng. Một khi đã xác định được mục tiêu của mình, mới có thể không cảm thấy bối rối, sợ hãi và bước đi một cách kiên định. Thiết lập mục tiêu chính là sự chỉ dẫn cho hành động, là bí quyết của sự thành công. Có người nói, mục tiêu là gì không quan trọng, nhưng điều quan trọng là bạn phải có mục tiêu. Một khi đánh mất mục tiêu có nghĩa là mất phương hướng. Người ta từng cảm thấy sung sướng hạnh phúc khi đang thực hiện một điều gì đó hơn cả khi đã đạt được nó. Mục tiêu là thứ giúp chúng ta tồn tại và đi mãi trên những đoạn đường đời. Một khi chúng ta mất mục tiêu, mất phương hướng thì chúng ta trở nên tiêu cực, mất hứng thú, không biết phải làm gì cả. Nhà tâm lý học Ken Loftnan đã từng nói: nếu không biết mình đang đi đâu thì mọi ngọn gió đưa đẩy con thuyền đều là ngọn gió đúng. Và nếu bạn cứ đi theo mọi hướng gió thì thuyền của bạn sẽ chạy lòng vòng. Khi hành động của một người có mục tiêu rõ ràng và họ liên tục so sánh hành động của mình với mục tiêu, đồng thời biết rõ tốc độ tiến bộ của bản thân và khoảng cách với mục tiêu, động lực hành động sẽ được duy trì và củng cố. Họ sẽ có ý thức vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu để đạt được mục tiêu. Thứ hai là nói mà không làm chỉ là nói suông. Đừng để mục tiêu của bạn chỉ là bản thiết kế nằm trên giấy. Dù cho suy nghĩ, lời nói, mục tiêu của bạn có tốt đến đâu, nhưng nếu không hành động để biến những mục tiêu suy nghĩ lời nói thành kết quả thì cũng không có nghĩa lý gì cả. Hành động mới là thứ quyết định cuộc đời của bạn chứ không phải suy nghĩ. Ai đó đã từng nói, chúng ta có quá nhiều lời nói hoa mỹ nhưng lại có quá ít hành động tương xứng chúng. Có một câu chuyện kể với ý nghĩa như vậy. Có một hòa thượng muốn đi học tập ở nơi xa. Sư thầy hỏi, khi nào con đi? Người đệ tử trả lời, tuần sau con sẽ đi. Do đường xa, con đã nhờ người đan vài đôi giày cỏ. Sau khi lấy giày con sẽ lên đường. Sư phụ thầy trầm ngâm một lát rồi nói, nếu không thì thế này, ta sẽ nhờ các tín chúng quyên tặng giày cho con. Không biết sư thầy đã nói với biết bao nhiêu người, nhưng ngày hôm đó có đến vài chục người đem giày đến tặng, chất đầy cả một góc căn phòng thiền. Sáng hôm sau lại có người mang một chiếc ô đến tặng cho hòa thượng. Hòa thượng hỏi, tại sao tín chủ lại tặng ô? Sư thầy nói rằng hòa thượng chuẩn bị đi xa, trên đường có thể sẽ gặp mưa lớn. Sư thầy nói với tôi liệu tôi có thể tặng hòa thượng một chiếc ô. Thế nhưng hôm đó không chỉ có người đó mang ô đến tặng, đến buổi tối trong phòng thiền đã chất khoảng 50 chiếc ô các loại. Giờ học buổi tối kết thúc, sư thầy bước vào phòng thiền của đệ tử. Giày cỏ và ô đã đủ chưa? Đủ rồi ạ. Đệ tử chỉ vào đống ô và giày cỏ chất cao như ngọn núi ở trong góc phòng. Nhiều quá rồi thầy ạ, con không thể mang tất cả đi được. Vậy sao được? Sư thầy nói, trời có lúc nắng lúc mưa, có ai tiên liệu được con sẽ phải đi bao xa, phải dầm bao nhiêu lần mưa gió, nhỡ đâu giày cỏ đi rách hết cả, ô cũng mất, lúc đó con phải làm sao? Ngừng một lát, ông lại nói tiếp, trên đường đi chắc chắn con sẽ gặp không ít sông suối, mai ta sẽ có lời tín chúng quyên thuyền, con hãy mang theo. Đến lúc này, người đệ tử mới hiểu ra ý đồ của sư phụ. Đệ tử quỳ rạp xuống đất và nói, đệ tử sẽ xuất phát ngay bây giờ và sẽ không mang theo bất cứ thứ gì ạ. Người ta thường nói, ước mơ sẽ mãi chỉ là ước mơ nếu ta không hành động mỗi ngày. Tất cả chúng ta đều phải hành động nhằm biến ước mơ của mình thành hiện thực. Chưa cần bàn đến việc to tát như là ước mơ. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có rất nhiều sự việc, sự tình từ nhỏ bé đến to lớn. Không phải là bạn không hiểu vấn đề của sự việc, nhưng bạn lại khó thuyết phục bản thân hành động để giải quyết nó. Benjamin Franklin từng nói, ngôn từ có thể cho thấy sự sắc sảo của một người, nhưng hành động mới thể hiện ý nghĩa của anh ta. Hầu hết những người không hành động, không dám thử thách là vì họ sợ thất bại.
Ngược lại, những người thành công nhận ra thất bại là không thể tránh được và là một phần tự nhiên của quá trình hành động. Hãy hành động để xua đi sợ hãi và có thêm lòng can đảm cùng sự tin tưởng. Bạn nên nhớ rằng, hành động sẽ nuôi dưỡng và củng cố thêm niềm tin trong bạn và sự thụ động chỉ tăng thêm nỗi lo sợ cho bạn. Để chống lại sự sợ hãi, hãy hành động và ngược lại khoanh tay chờ đợi, trì hoãn sẽ tạo môi trường thuận lợi để nỗi sợ hãi cứ lớn dần lên trong bạn. Chỉ khi bắt tay làm việc và hành động, bạn mới có thể trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Thứ ba là biến hành động thành thói quen và kiên định với mục tiêu đã chọn. Bạn cũng đã từng có trải nghiệm như vậy chưa? Tất nhiên chúng ta chỉ nói về thói quen tốt. Bạn biết rằng việc đọc sách là hữu ích, vì vậy bạn đã lật vài trang sách khi nhiệt huyết dâng cao. Bạn biết rằng việc tập thể dục là hữu ích, vì vậy bạn cũng đã đi bộ hay chạy được vài lần khi bạn quan tâm. Bạn biết rằng đi ngủ sớm có lợi cho sức khỏe, vì vậy bạn đã tắt đèn một vài lần theo ý thích. Những điều đó nhất thời chỉ vì hứng khởi mà bạn có thể thực hiện được 3 ngày, 5 ngày hoặc lâu hơn như thế. Nhưng sau đó lại trở về vạch xuất phát ban đầu và bạn cảm thấy rất khó để kiên trì để thực hiện. Chính vì vậy, nhiều người tự an ủi mình rằng dù có cố gắng bao nhiêu cũng vô ích rồi từ bỏ cho thanh thản. Thực tế, lý do lớn nhất khiến chúng ta khó kiên trì là chúng ta chưa hình thành thói quen. Thói quen là được hình thành bằng một chuỗi phản xạ có điều kiện do rèn luyện mà có, như là những hành vi, nếp sống, phương pháp làm việc được lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc sống. Đó là những hành vi định hình trong cuộc sống và được coi là bản chất thứ hai của con người, nhưng nó không sẵn có mà là kết quả của việc sinh hoạt, học tập, rèn luyện, tu dưỡng của mỗi cá nhân trong cuộc sống hàng ngày. Câu chuyện về triết gia nổi tiếng của Hy Lạp là Socrates đã cho các học trò của mình một bài tập đơn giản, đó là mỗi ngày vung tay 300 cái. Sau khi làm mẫu và nói với các môn sinh, kể từ nay trở đi, mỗi người hãy làm 300 lần mỗi ngày, mọi người có thể làm được chứ? Ai cũng nhất trí hô hởi đồng ý thực hiện. Ngày thứ hai, Socrates lại hỏi các học sinh của mình có bao nhiêu người đã vung tay 300 lần. 100% các học sinh của ông đều phấn khích giơ tay lên. Một tháng trôi qua, Socrates lại hỏi các học sinh, mỗi ngày vung tay 300 lần, việc dễ dàng đơn giản như vậy, có học trò nào vẫn kiên trì được? Lúc này chỉ còn 80% số học sinh của ông giơ tay lên, biểu thị rằng bản thân vẫn đang kiên trì. Một năm trôi qua, Socrates lại lần nữa đề cập đến chuyện vung tay. Cả lớp đều im lặng, đều cảm thấy rất xấu hổ. Lúc này, chỉ còn có một học trò giơ tay lên. Người đó chính là Plato. Plato về sau chính là nhà triết học cổ đại Hy Lạp được xem là thiên tài trên nhiều lĩnh vực. Rất nhiều người coi ông là triết gia vĩ đại nhất mọi thời đại cùng với người thầy của mình là Socrates. Vung tay cũng chẳng phải là việc gì thần kỳ, nhưng người có thể tiếp tục kiên trì việc đơn giản đó mới có thể có được tiềm năng thành công hơn người. Câu chuyện về Socrates và Plato có thể chỉ là câu chuyện ngụ ngôn, nhưng đạo lý nhân sinh quả thật chính là như vậy. Lão Tử giảng, hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân. Nếu bạn muốn tạo ra sự khác biệt, hãy bắt đầu đi từng bước đầu tiên. Vạn sự khởi đầu nan, trên con đường trưởng thành hãy hiểu rằng có những điều tốt đẹp sẽ không đến một cách nhanh chóng. Chỉ khi biến hành động thành thói quen của mình thì chúng ta mới thực sự nhận được lợi ích từ chúng. Cho dù là việc đơn giản dễ dàng nhất trên thế gian, nếu không có nghị lực và ý chí kiên trì bền bỉ thì cũng sẽ không thể hoàn thành được. Nếu một người muốn đạt được thành công cuối cùng, có được thành tựu nhất định trong đời thì phải kiên trì bền bỉ với con đường mà mình đã chọn. Làm thế nào để lắng nghe số mệnh? Thứ nhất là đừng quên ý định ban đầu và kiên định với mục tiêu cuối cùng. Ước mơ đẹp hơn cầu vồng, sâu hơn biển, rộng hơn bầu trời, là mảnh đất cao quý và thuần khiết trong mỗi lòng người chúng ta. Trong khi chúng ta nhìn lên bầu trời, cũng cần nhìn xuống những quy luật đạo đức cao cả trong tâm hồn. Mạnh Tử giảng, nhân chi sơ, tính bản thiện. Suy cho cùng, một người muốn thành công trước hết phải thành nhân. Khi bạn là người tốt, hạnh phúc thật sự sẽ đến với bạn. Chúng ta lớn lên, được dạy bảo những chuẩn mực đạo đức và từ trong tiềm thức, chúng ta luôn mong muốn mình trở thành một người tốt. Điều đó dường như quá hiển nhiên đến nỗi bạn không nhận ra một trong những chân lý đơn giản nhất là có mối quan hệ mật thiết giữa lòng tốt đúng nghĩa với sức khỏe và niềm hạnh phúc của chúng ta. Lòng tốt đúng nghĩa là cốt lõi của mỗi chúng ta. Vậy hàm ý gì khi nói đến lòng tốt đúng nghĩa? Ý rằng chúng ta nên sống theo những giá trị đạo đức vĩnh hằng cùng tồn tại với chúng ta từ buổi bình minh của thế giới này. Những giá trị vĩnh cửu này là những nguyên tắc mang đến ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta.
Chúng giúp chúng ta trở thành kiểu người chúng ta mong muốn. Sống đúng theo lương tâm, đạo lý là cách tốt nhất giúp chúng ta có thể sống tốt đẹp với mọi người và chính mình. Harold Kushner là một giáo sĩ, là tác giả nổi tiếng người Mỹ, đã từng nói: chỉ có lòng tốt và trung thực mới cho chúng ta cuộc sống lành mạnh và đầy tình người. Bởi chỉ có như vậy chúng ta mới có thể an thân lập mệnh, sống an nhiên với đời. Thứ hai là luôn vững bước, không sợ gian khổ hiểm nguy. Cuộc sống là để phấn đấu, và cuộc sống là để theo đuổi ước mơ. Con người trở nên vĩ đại nhờ có ước mơ, và cuộc sống trở nên tuyệt vời nhờ lao động chăm chỉ. Tăng Quảng Hiền Văn có viết: đản hành hảo sự, mạc vấn tiền trình. Có nghĩa là đầu tiên là làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Thứ hai là hiểu được việc mình đang làm và cống hiến hết sức mình cho công việc đó, nhưng phải theo một đường lối đúng đắn. Kiên trì đi theo một đường lối đúng đắn thì mới có được một thành quả tốt. Dù con đường phía trước có khó khăn, chông gai, nhưng tương lai vẫn tràn ngập ánh nắng và hy vọng. Dù phía trước có bao chông gai, dù vấp ngã hết lần này đến lần khác, chúng ta cũng không được lùi xa, không chịu cúi đầu, dũng cảm chiến đấu, kiên trì đến cùng, dùng dũng khí và trí tuệ dâng cao cánh buồm vững tin, sử dụng niềm đam mê của cuộc sống và sự kiên trì mạnh mẽ, nắm bắt một ngày mai tốt đẹp hơn. Thứ ba là vạn sự tùy duyên, điềm tĩnh trước thất bại, coi thất bại là phong cảnh của nhân sinh. Con người sống trên đời có rất nhiều điều mong cầu. Cầu mà được thì cảm thấy vui, cầu mà không được sẽ thấy buồn khổ. Một người sống như vậy sẽ luôn lo âu, thấp thỏm, vui khổ tùy duyên, được mất tùy duyên. Cái cấy là việc của nhân thế, nhưng cần lấy thái độ vượt qua khỏi nhân thế để thu hoạch. Đây mới là cảnh giới cao nhất đời người. Một người hiểu được tùy duyên, khi sự thành thì có thái độ thản nhiên, không quá hưng phấn hay cao ngạo. Khi sự không thành họ cũng đón nhận mà không ảo não, không hối tiếc đến mức không thể chịu được. Phàm là người, tùy duyên, làm việc gì cũng không cưỡng cầu, chỉ tận nhân sự, quan thiên mệnh. Họ dựa vào năng lực của bản thân, làm được đến mức độ nào thì làm đến mức độ ấy, không bị chi phối bởi được mất hay cái nhìn của người khác. Người tùy duyên cũng sẽ không chiều theo đám đông, họ độc lập, không nương theo sự mừng giận của người khác mà đón trước chiều ý. Họ lạc quan, tự tin, hơn nữa không vì cái lợi trước mắt. Một số người cho rằng tùy duyên là phó mặc số phận, là lý do trốn tránh khó khăn. Kỳ thực, đó không phải là tùy duyên. Tùy duyên là làm hết sức hết phận mà không cưỡng cầu, dùng tâm thái rộng lượng để đối mặt với cuộc sống, không quan tâm hơn thua, thiệt lợi của bản thân. Cho dù sống trong hoàn cảnh náo nhiệt, hỗn độn nhưng vẫn giữ được tâm thái điềm tĩnh. Nó đòi hỏi một người phải có ý chí, có sự tu dưỡng và trưởng thành mới hiểu và làm được. Tận nhân sự nghĩa là có bao nhiêu năng lực thì sử dụng bấy nhiêu. Khả năng làm được đến đâu thì cố gắng làm hết khả năng của mình. Trong cuộc sống, có không ít người cũng tận nhân sự. Họ cố gắng làm hết khả năng của mình, hy vọng có một kết quả tốt đẹp như ý muốn. Nhưng họ coi kết quả có thể đạt được thành kết quả nhất định phải đạt được, và không thể tiếp nhận những kết quả ngoài ý muốn. Thế nên có người vì không được thăng chức mà uất ức oán hận. Có người vì công danh không đỗ đạt mà tự tước đoạt mạng sống của mình. Lại có người vì tình yêu không thành mà làm ra việc ác hại người, hại mệnh, vân vân. Họ coi tận nhân sự, thành công không từ thủ đoạn, bỏ qua lương tri để đạt được mục đích. Đó là bởi vì những người này luôn tự bức ép mình vào con đường cùng. Họ không muốn hiểu rằng đời người có nhiều loại nhân quả. Quan thiên mệnh là tiếp nhận, là thản nhiên đối mặt, là dùng bao dung để tiếp nhận những sự tình không thể thay đổi được. Quan thiên mệnh là can đảm, là dám nói vâng với cuộc sống cho dù nó khắc nghiệt đến mức nào. Can đảm là biết mỉm cười dù số phận trớ trêu thế nào đi nữa. Đây là một loại ý chí, cũng là một loại gánh vác. Trong cuộc đời, mọi cố gắng không nhất định là có thành công. Cho nên khi bị té ngã, hãy đứng dậy bước tiếp, hoặc là thay đổi phương hướng, hoặc là bắt đầu lại từ đầu. Không nên xem đó là đường cùng. Một người có thể vượt tận nhân sự, vừa có thể quan thiên mệnh, mới có thể tiến, có thể lui. Gặp trở ngại cũng vượt qua, coi thất bại là phong cảnh của kiếp nhân sinh, không vì thế mà gục ngã. Thái độ sống nên có đối với sự vật, sự việc, danh lợi, đó là không quá ham muốn, không lo được mất gì, không bỡ ngỡ trước vinh nhục, cũng giống như câu nói trong tiểu song ngụ ý, không quan tâm điều hơn lẽ thiệt, ngắm trước sân hoa nở hoa tàn, tùy ý ra đi hay ở lại, nhìn khung trời mây tụ mây tàn. Được thì không hoan hỉ, mất cũng không ưu phiền, vinh sủng hay chịu nhục cũng không kinh động, ra đi hay ở lại cũng không bận tâm. Như vậy mới có thể giữ cho tâm cảnh ôn hòa, bình yên thanh bạch tự nhiên.
Nếu bạn đã làm việc chăm chỉ nhưng vẫn gặp phải những thất bại lặp đi lặp lại, thì bạn phải chấp nhận sự thật một cách lý trí, thừa nhận thực tế và tuân theo số mệnh. Cho dù bạn có không như ý hay không thành công, chỉ cần đã nỗ lực cố gắng hết sức mình, chỉ cần đã tận nhân sự, để khi ngoảnh đầu nhìn lại, chúng ta sẽ không còn phải hối tiếc với sinh mệnh của chính mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý giá của mình để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.